Hello, xin chào tất cả các bạn, và trên tay mình đây đó chính là sản phẩm Daiwa Phantom Power Carbon, chất liệu carbon. Đây hôm nay cái dòng sản phẩm này mới về tiếp tại cửa hàng Thế Giới Đồ Công, và chúng ta hãy cùng review chi tiết thông số của cây cần này, nhất là về cái cảm quan bên ngoài ha. Nó đối với ở đây cái dòng cần mình đang review ở đây đó chính là về cái chiều dài của nó là 3m05, 2 khúc 3m05. Cái cảm quan bên ngoài này, nhất là cái xốp, thì xốp đặc trưng của bên các sản phẩm Daiwa mình hay cầm nhận đó chính là cái xốp mà cầm vào nó hơi cứng cứng đấy, nó khá là cứng chắc tay đó. Đây là chỗ này, là bây giờ là đây là cái chỗ gắn máy ha, thì nó thiết kế là nhìn rất là gọn nhỏ và gọn, chứ nó không có bè ra như một số cái dòng cần mà đánh cá loại lớn. Đây là một cái dòng sản phẩm mà có thể tải cá cái loại cá lớn các bạn ha. Và trên đây thì nó phối màu là màu tính than rất đẹp này, chỗ này rất đẹp, màu tính than nhìn rất là sang trọng. Đây là màu xanh 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 lá mà kiểu như nó đậm đấy. Rồi còn đây thì màu đặc trưng của carbon, đó chính là màu đen mờ ha, đen mờ đặc trưng carbon. Cái cần này thì nhẹ đó, có 290g thôi. Chúng ta hãy cùng đi lên về xem cái quen của cái cần này. Đó thì ở đây là cũng là quen Fuji luôn. Đó, được gắn với đây quen Fuji luôn ha. Và cần này thì cùng xem cái đầu ngọn đây. Chúng ta sẽ xem cái đầu ngọn đó ha. Đó, đây là cái đầu ngọn. Cái điều quan trọng của mỗi người luôn xem đó chính là cái thông số chi tiết cũng như là độ tải cá của cái cần này. Bây giờ sẽ cho mọi người xem ha, cái thông số chi tiết này. Ở đây đó chính là cái độ cứng là NMH và chiều dài là 3m05, thu gọn là một khúc là 1m57, và ở đây thì tải mồi mắc là 100g. Cần này sản xuất tại Việt Nam. Tải dây là 20 đến 45 NLB, nghĩa là cần này sẽ tải được cái loại cá lớn như là những cá biển được này, tại vì cái khả năng tải cá của nó phải lên đến 20 mấy ký, nên chúng ta sẽ câu ngâm, câu sông, câu hồ hay là câu biển đều ok hết luôn ha. Bây giờ mình sẽ gắn vào cho các bạn xem nhé. Đây. Đây là cái đồ đó. Tức là như thế này, nếu như mà kéo cá lớn thì mình nghĩ chắc nó sắp đổ cứng ở MH, và khi mà kéo xuống thì mình nghĩ nó cái cảm giác cũng rất là tốt, chứ nó không phải là quá cứng ha. Quá cứng hơn ha. Thì vừa rồi bên cửa hàng Thế Giới Đồ Câu đã review chi tiết cái sản phẩm này. Thì các anh em cần thủ nào quan tâm thì có thể để lại bình luận hoặc liên hệ số điện thoại bên dưới. Sản phẩm này thì shop có giao hàng toàn quốc, giao đến tận nhà luôn, được bọc bởi cái ống nhựa PVC rất là chắc chắn. Nhận hàng rồi mới kiểm tra hàng và thanh toán. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo, và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Thế Giới Đồ Câu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.